anh kinh khủng nè. Chẳng qua hồi em đám cưới á, em không có mời những cái người người ta theo đuổi em, người ta không biết em lấy chồng. Thế là cưới xong về cái người ta nhắn tin em khỏe không, dạo này em sống như thế nào rồi. Thì có nhiều người kêu lâu rồi anh không gặp em, không thấy em, biết dạo này em sống sao. Nghĩa chỉ vậy thôi mà ghen. Chẳng cần biết là đầu đuôi câu chuyện như thế nào, chỉ cần thấy mà số lạ nhắn tin phát là bắt đầu cứ bục điện thoại em bay. Trời, mà có hư điện thoại không? Đập tan nát luôn. Nhưng mà đập điện thoại mà đó giờ có đập em không? Dạ, hồi đó ghen tuông ăn tắt là chuyện bình thường á. À.